Dạ cả nhà nha, nay hai anh em đang phá đá để cho đường đi lưu thông cho nó dễ. Tại vì ở đây đá gì bà con đi rất là khó khăn nha cả nhà. Nên tôi là hôm nay đây là việc rất là nhiều chữ rất là đẹp. Này phá chắc hơi lâu á. Phải phá được bao nhiêu phút rồi? Phá lại xe hơi nó đi đỡ cả gầm này, nó xe vô nó đi đỡ đúng không? Nó đem đi xe cổ nó tông vô nó hư xe. Em học xong chưa? Dạ em học xong. Xong hả? Tốt nghiệp cấp 3 hả? Dạ em cao đẳng. Ờ cao đẳng gì? Dạ, em cao đẳng công nghệ ô tô. À. Giờ là học xong rồi về đợi ngày đi phỏng vấn hả? Dạ qua Tết này em mới đi xin việc làm. À qua Tết xin việc làm. Đúng rồi, thanh niên mới ra trường mà làm việc này là tốt đẹp rồi. Ra trường mình làm được việc ích cho bà con chứ đúng không? Dạ. Phá đá vậy nè, ok nè. Phá đá cũng phá mạnh lên là mai mốt cứ dọc đường cứ từ đây mấy cây số em cứ phá hết rồi. Mai mốt em sẽ là người gương tốt, người việc tốt á. Trong kia phá gần trăm chưa? Cục này. Cục này. Cục này là to nhất không? Có tại cục này xe chảy, nó xe đụng nó vô cục này. Cục kia nó có vô đâu, đâu vô? Dạ, cục kia để né được. Cục kia nó né được thì thôi đúng không? Tôi phá vào đây đến chiều ạ. Em đi chết, cái lớp mặt nó sơ sơ. Ừ. Không có cái đục nhỏ nhỏ, nó tét cái đầu nữa. Đây là đường nông thôn nha cả nhà mình. Ở trong đường trong đây thì trong trại chưa có đổ đường nhựa được. Trước mắt là cứ đường đất đi tạm thôi. Nhưng mà đường đất thì có nhiều đá quá thì đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà thanh niên làm được việc tốt thì cho bà con thì mình cứ làm thôi. Ủa cưng học lớp mấy à? Có hả? Không nghỉ học từ lâu này. Nghỉ học hả? Dạ. Ủa như nghỉ học từ lớp mấy? 7. Mà nhiêu tuổi nhiêu tuổi nghỉ học rồi? Nó nghỉ học đến nay mấy năm rồi, nay chừng 4 năm rồi đó. Chỉ là cưng nay nhiêu tuổi đó? Con nay 18 rồi. 18 hả? Ừ. Đúng rồi. Chị đi qua Tết mới đi nộp giấy phỏng vấn mà đúng không? Dạ. Cũng có gửi nộp rồi mà qua Tết mà tao nó cũng biết. Ờ, qua Tết nó mới gọi đúng không? Dạ. Giờ đang dịch mà. Lẽ tại cận gần Tết đó công ty nó cũng không có làm việc bên hồ sơ. Thôi hai anh em làm tiếp với nhau tí nữa. Anh về đây. Thôi anh em cố gắng làm đi, mốt trao huy chương cho.